đây chiếc clip của em gái chạy lâu quá không bảo trì bể bi luôn à, nó bể cái miếng nhờ nồi bị nồi luôn, nó cứng tùm lum hết rồi à, hư bào hư cái này luôn. Đây là ca nặng chạy không có chịu bảo trì nè đó, nó dùng bi zin á thì nó gì nè, nó tròn ha, bi này giờ nó mớp nó bể tùm lum luôn rồi. Rồi mình làm nồi lại, mình thay cái ác này rồi cái nồi này luôn. Nó giờ nó lỏng quá lỏng rồi, lắc nó còn kêu nữa, bởi vì chạy nó kêu lắm. Nãy chạy qua đây là bé nó chạy không nổi luôn, nó lết luôn. Mình thay cái bi mới ha, nó lại không có rơi nha. Bố nè, chuông nè, làm lại hết, chị nó rần ra đầu luôn. Đó, nó thay bố đi trước, bố đi trước nó mòn rồi, nó chài thắng không bằng. Rồi, ok, để mình ráp vô mình test cho anh em xem. Cái giò đạp rồi, có sửa là xo rồi lại nữa. Giò đạp nó bị là xo nó yếu quá, nó trúng vô cái em mở ra sửa lại luôn. Rồi xong, để làm xong quá rồi. Nó kêu rồi lắm. Rồi anh em yêu cầu liên hệ mình nha. Rồi buổi chiều tối con nít bình đẹp đẹp chắc mốt zin nha anh em, chỉ làm nồi vô xăng lửa hết rồi, chưa có rớt đầu. Rồi. Giờ bài dòng 25 nó bị rung đầu nặng không? Đầu đèn đỏ là dặn nó dưới kia giật sao không? Nó bị rung nhiều lắm nha anh em. Đó. Đó rồi. Nghe màn hình luôn.
dở lên á. Ô David, đây chiếc AP125 thì xe này xe zin người làm lên phun nồi bô xăng lửa mà ECU mô bình sườn Uma. ECU này có 4 map tăng chỉnh nha anh em, V4 nồi phay cánh bi để độ nhớ theo bài ha. Thường nồi zin thì nó lên tới mấy này thôi, làm xong nó sẽ vượt qua luôn, xe nó nhẹ mất không. À, bố nè, rồi so nè, chuông nè, rồi bình xăng lớn, bình xăng lớn lên, gió nó nhiều hơn, rồi lọc gió Uma, bộ bình sườn Uma, co gió lớn luôn, lên co gió lớn luôn. Này móc vô tay cổ, Candeno nữa, để làm xong mình sẽ quay từng chi tiết cho anh em coi. Phun nồi vô xăng lửa nha anh em, hết luôn vô trong biển xăng kho luôn, mở tua nhẹ đi máy. Trăm mười mấy, trăm hai rồi. Xe mình lên ECU mô bên sườn, bô, nồi, gió, co gió, xăng, Candeno là quá luôn. Rồi, bây giờ mình test thử cho anh em xem nó bốc. Rất là mạnh nha.
zin nha anh em, chỉ làm nồi vô xăng lửa hết rồi, chưa có rớt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.